Từng một lần đổ vỡ thành Đạt chiều hải băng cực khéo, vợ hai nhà Việt Anh còn sướng hơn. Thành Đạt từng trải lòng việc gia đình đổ vợ khiến anh trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Sau khi nên duyên với ca sĩ Hải Băng, diễn viên sống tình rất mực yêu chiều vợ, không ít lần khán giả bắt gặp hình ảnh Thành Đạt chăm lo cho Hải Băng. Kết đôi với ca sĩ Hải Băng, Thành Đạt gặp nhiều điều tiếng từ dư luận, thế nhưng sau những gạch đá vô tình ấy, họ vẫn hạnh phúc bên nhau, cho ra đời hai thiên thần dễ thương và đang chờ đợi thiên thần thứ ba xuất hiện. Hiện tại Hải Băng đang mang bầu những tháng cuối, Thành Đạt càng chăm lo cho vợ con nhiều hơn. Ngoài những lúc đi quay phim, nam diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình. Hải Băng đang mang bầu lần 3, các công việc nhà đều do Thành Đạt đảm nhận. Khi gia đình có thêm thành viên, hai vợ chồng Thành Đạt Hải Băng chia sẻ công việc chăm con cho nhau. Chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người thay đổi thành kiến. MC Anh Tuấn, sau cuộc hôn nhân không êm ấm với vợ cũ người Úc, đầu tháng 1/2013, MC đình đám của đài truyền hình Việt Nam Anh Tuấn bất ngờ tổ chức đám cưới với một cô gái xinh đẹp tên Lý Hồng Nhung. Đến hiện tại, cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Được biết Hồng Nhung là cô con gái cá tính, phóng khoáng, còn nam MC trò chơi âm nhạc lại trầm tính và sống nội tâm. Từ khi yêu và kết hôn với Hồng Nhung, anh Tuấn đã thay đổi bản thân và sống cởi mở hơn. Bên cạnh người vợ kém 14 tuổi, anh Tuấn như trẻ ra về ngoại hình lẫn tâm hồn. Nam MC thường xuyên cùng vợ đi du lịch khắp nơi. Huy Khánh, sau cuộc ly hôn ồn ào với Lương Hoàng Anh, Huy Khánh đã kết hôn với hot girl Mạc Anh Thư và hiện tại đang có cuộc sống hạnh phúc. Anh và Mạc Anh Thư đã có một thiên thần nhỏ tên Cát Cát. Qua những hình ảnh trên trang cá nhân có thể thấy, Huy Khánh đang rất hạnh phúc. Ngoài đi diễn, anh thường chơi đùa với con gái nhỏ. Nam diễn viên còn từng cùng vợ sải bước trên sàn diễn thời trang hay đi du lịch cùng nhau. Những hình ảnh hạnh phúc của Huy Khánh và vợ Mạc Anh Thư, Huy Khánh cho biết những đổ vỡ trong cuộc hôn nhân thứ nhất giúp anh biết trân trọng người phụ nữ đang đồng hành cùng anh hơn. Nam diễn viên rất yêu thương và chiều chuộng con gái nhỏ. Cả gia đình Huy Khánh khi đi du lịch cùng nhau. Việt Anh, nổi danh là nam diễn viên đào hoa bậc nhất VFC, Việt Anh cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân. Hiện tại Việt Anh đang chung sống với người vợ 9X cùng một cậu con trai kháu khỉnh. Dù hai vợ chồng nam diễn viên từng có lúc mâu thuẫn ầm ĩ trên mạng xã hội, nhưng chỉ vài ngày đã yêu lại từ đầu. Nhất là khi Việt Anh trở thành cha, nhiều người nhận ra nam diễn viên người phán xử trông như ông bố bỉm sữa. Ngoài các dự án phim, Việt Anh dành nhiều thời gian chăm sóc vợ con. Thắc mắc đào hoa Việt Anh trở thành người đàn ông của gia đình ngày càng ghi điểm với khán giả. Hình ảnh Việt Anh giúp vợ trông con tràn ngập trên trang cá nhân của nam diễn viên. Việt Anh mua quần áo cho con trai. Nhờ người chồng tâm lý, bà xã Việt Anh có cuộc sống sung sướng không khác ngôi sao. Hai vợ chồng Việt Anh từng đi du lịch vô cùng xa hoa. Con kiếm tiền giỏi, bố mẹ Nhã Phương an nhàn hưởng thụ, nhìn cuộc sống bố Trường Giang mà giật mình. Bố mẹ Nhã Phương đi du lịch khắp chốn sống an nhàn, còn bố Trường Giang vẫn sống rất giản dị ở quê. Trường Giang Nhã Phương là một trong những cặp đôi hot nhất hiện nay. Sau khi tổ chức đám cưới sinh con, đời tư của cả hai càng khiến mọi người tò mò. Hiện tại sau khi cuộc sống hôn nhân ổn định, Nhã Phương đang tích cực quay lại hoạt động nghệ thuật, còn Trường Giang thì vẫn chạy show đều đều. Nếu bàn về thu nhập của cặp vợ chồng này thì có lẽ chẳng cần phải nói nhiều, vì cả hai đều có cachet cao, chạy show nhiều thì thu nhập cao là điều rõ ràng. Cuộc sống Trường Giang Nhã Phương đầy đủ, nhưng cuộc sống của bố mẹ cặp đôi thì sao? Có thể thấy bố mẹ Nhã Phương sống an nhàn, thường xuyên cùng các con đi du lịch khắp nơi, ăn uống ở nhà hàng khách sạn. Trái lại, bố Trường Giang lại có phần giản dị, ông vẫn sống ở quê sinh hoạt quây quần, vui vẻ bên con cháu. Mặc dù vật chất thể hiện không được như gia đình Nhã Phương, tuy nhiên về mặt tinh thần thì lúc nào cũng thoải mái vui vẻ. Nhã Phương và Trường Giang là một trong những cặp đôi hot và hốt bạc nhiều nhất trong showbiz. Bố mẹ Nhã Phương thường xuyên đi du lịch cùng con cái, Trường Giang cũng có nhiều khoảnh khắc vui chơi cùng gia đình vợ. Tuy nhiên với các khoảnh khắc trong gia đình anh thì hầu như không có anh. Gia đình Nhã Phương đông chị em nên đi đâu cũng vui vẻ quay quần. Chị em Nhã Phương thường xuyên đưa bố mẹ đi du lịch trong và ngoài nước. Cuộc sống gia đình Nhã Phương trước kia vất vả, nhưng hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Mẹ Nhã Phương thường xuyên có ảnh đi ăn, đi chơi cùng các con. Còn bố Trường Giang thì vẫn sống rất giản dị ở quê. Hình ảnh của ông trong đám cưới của Trường Giang Nhã Phương, phong cách của ông lúc nào cũng giản dị và chân nhất. Thỉnh thoảng bố Trường Giang cũng cùng các con đi chơi. Cuộc sống tuổi già quây quần bên con cháu thì còn gì vui bằng. Bố Trường Giang có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên các con và các cháu trong gia đình.
Sau Khánh Ngô, Hương Giang tiếp tục được trai đẹp tỏ tình trên sóng truyền hình. Chàng rể quốc dân Lê Đức đã khiến Hương Giang quặn thắt con tim khi dùng những lời tỏ tình cực ngọt ngào. Anh chàng Hải Nam tấn công Hoa hậu Hương Giang bằng những lời nói chân thật của lòng mình. Một trong những điều thú vị tại Quý Ông Đại Chiến mùa 2 chính là Hoa hậu Hương Giang sẽ hành hạ các chàng trai trong những thử thách. Bén duyên với những chương trình có hàng loạt cực phẩm nam nhân, thế nhưng Hương Giang vẫn thường xuyên không kiềm chế được bản thân trước những chàng trai phong độ và đa tài. Các quý ông lịch lãm xuất hiện ở tập đầu tiên của chương trình bao gồm 4 chàng trai đến từ Hà Nội, Lê Đức, Hải Nam, Kê Anh Trung, Lê Thành và anh chàng duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Phát. Vừa mới xuất hiện, các chàng trai phải giới thiệu bản thân để chiếm được trái tim của 200 cô gái tại trường quay. Không ngừng ngại chớp lấy thời cơ, các quý ông liên tục thả thính cực gắt dàn khách mời tại chương trình, đặc biệt là cố vấn Hương Giang. Chàng trai làm dậy sóng cộng đồng mạng với biệt danh chàng rể quốc dân Lê Đức đã khiến Hương Giang quặn thắt con tim với lời tỏ tình cực ngọt ngào. Khi tiết lộ mình đã cảm nắng Hương Giang nhiều lần và đó đều là do lỗi của cô hoa hậu xinh đẹp này. Chưa dừng lại ở đó, anh chàng Hải Nam cũng quyết định không để thua đối thủ, tiếp tục tấn công Hoa hậu Hương Giang bằng những lời nói chân thật của lòng mình. Thế nhưng không chỉ có Hương Giang được tỏ tình ngọt ngào từ các thí sinh, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã có một màn thổ lộ tình cảm từ chàng trai Kê Anh Trung bởi một lý do anh chàng đã là fan của Lan Ngọc từ rất lâu. Ngoài ra, ở dàn nghệ sĩ khách mời trong tập đầu tiên, cố vấn xuyên suốt chương trình Hương Giang đã không thể ngờ mình đã chạm trán ngay Karen Nguyễn, cô bạn thân cũng như là tình địch đã cướp người yêu của mình ngay tại sân khấu. Chia sẻ ngay với MC Thành Trung, Karen là người một khi đã muốn gì rồi thì nhất quyết sẽ giành lấy cho bằng được. Ngay lập tức, Hương Giang liền phản pháo ngay với Karen. Gu của em là ai? Em nên chọn trước đi nhé, đừng tranh giành của chị nữa nha. Có thể nói Hương Giang là một trong những người đẹp may mắn khi cô liên tục được các anh chàng soái ca tỏ tình trên sóng truyền hình. Hy vọng trong thời gian sắp tới, Hương Giang sẽ tìm được chàng trai của đời mình. Thu Trang, chồng tôi ăn bánh trả tiền thì được, nhất quyết không được nuôi. Thu Trang đã có những chia sẻ về bộ phim Chị 13 và quan điểm hôn nhân với nghệ sĩ hài Tiến Luật. Tôi không bao giờ dám bán nhà, cầm nhà hay bán xe để chơi cuộc chơi quá lớn mà không chắc cầm được gì trong tay. Chào Thu Trang, trên phim Trường Chị từng bảo, sau phim này sẽ không đóng phim hành động nữa vì quá mệt, đến giờ chị có đổi ý không? Mệt và khổ thật, đến giờ tôi mới thấy Ngô Thanh Vân giỏi, phim Hai Phượng cô ấy đánh võ từ đầu đến cuối. Tôi đánh võ như thế chắc quay cuồng, xưa giờ đóng phim có cảnh đánh đấm cũng chỉ võ công mèo cào, xong là bỏ chạy. Trước đó tôi có tập với cascader, tập là một chuyện, khi vào diễn lại là chuyện khác. Người ta tập mấy năm mới ra được thế đó, bộ đó, tôi tập chỉ một tuần. Để dễ đóng phim chắc chắn sẽ bị trục trặc nhiều. Phim của chị có đầu tư và nội dung, phim lại hơi bị dài, tại sao chị không cắt gọn lại để mang chất điện ảnh nhiều hơn? Phim đưa đến khán giả đã là bản chỉnh chu nhất, bản đầu tiên sau khi quay và dựng đến 220 phút, hiện tại phim chỉ có 90 phút thôi. Ngay cả bản thân tôi và nhà phát hành cũng không tin tưởng bản thân mình. Vì là phim đầu tay của tôi, chúng tôi quyết định mời anh đạo diễn Hàm Trần vào dựng. Anh ấy bảo phim này không sửa nhiều, anh ấy chỉnh lại và cho ra bản cuối. Anh ấy chỉ bố cục và liều lượng lại cho phim logic và không bị dài. Chúng tôi phải nhắm đến lượng khán giả đại trà nên phải có sự giao đãi tạo không khí vui từ đầu. Tất cả đều có sự tính toán rất kỹ. Chị xem lại thấy cách diễn của mình đã khiến chị hài lòng và sẽ sửa đổi điều gì nếu được làm lại. Nếu được làm lại tôi sẽ làm tới hơn chút đỉnh. Vì tôi biết chắc tôi không làm được. Bản thân tôi muốn giữ bộ phim này an toàn khi ra rạp. Tôi đã cân đong đo đếm rất nhiều từ kịch bản đến khi quay hình. Sao cho an toàn nhất, không đi vào vết xe đổ của một bộ phim trước. Tôi đã tính kỹ xem bỏ gì và giữ gì. Đơn giản một điều, hai băng đi thanh toán nhanh cầm gậy là đã sai với đời thực, nhưng chúng tôi không thể cầm mã tấu lên phim. Tôi có sự tiết chế khi lên phim, tôi chỉ hy vọng câu chuyện thu hút khán giả để quên đi những hạt sạn nhỏ như đã nói. Phim Hai Phượng của Ngô Thanh Vân đã vượt mốc 200 tỷ, chị có áp lực không? Chắc chắn là không áp lực, tuy nhiên có mơ ước con số đó, vì giấc mơ không bị đánh thuế nên cứ mơ, còn được hay không là do khán giả thương trời thương, sống chết có số, phú quý do trời. Ngoài doanh thu ra, sự thành công của công việc tôi đang làm rất quan trọng. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của tôi và anh Luật sản xuất. Nó được xem là cột mốc và vợ chồng tôi bước sang giai đoạn sản xuất phim điện ảnh, phim chiếu rạp.
Tôi muốn thành công phim này để có uy tín trong nghề sản xuất phim chiếu rạp. Tôi không muốn mọi người nghĩ chúng tôi chỉ đóng hài và sản xuất phim hài nhảm. Chị 13 này, ngoài những miếng hài cũng có những thông điệp rất quan trọng. Trong phim này, nhiều người thấy nhân vật chị 13 kém nổi bật hơn nhân vật của Tiến Luật, Huỳnh Đông, Khương Ngọc, chị nghĩ sao? Điều này đúng tùy theo cảm nhận của mỗi người. Thông thường, vai chính dễ trở thành vai dẫn chuyện. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính trong các vai rìa, vai phụ mới là tuyến vai hấp dẫn. Nếu nhân vật của tôi hài quá lại mất chất nhân vật chị 13. Biết được yếu điểm đó nên tôi phải cấm các nhân vật xung quanh mình để tạo tiếng cười. Tôi thường nhìn vào cái chung hơn là làm cho vai diễn của mình nổi bật. Là vợ chồng ngoài đời, khi đóng cảnh tình tứ trong phim chị và anh Tiến Luật. Hoàng Anh tậu nhà bên Mỹ, bên ngoài khang trang, nào ngờ bên trong trống hoác đơn sơ. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy nhà bên Mỹ của Hoàng Anh và bà xã Việt Kiều. Sau khi chuyển sang nhà mới khang trang hơn để chuẩn bị đón chồng sang, thì mới đây bà xã Hoàng Anh đã hào hứng tiết lộ khung cảnh bên trong, nơi ở mới của hai vợ chồng trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái. Cho Nu ngủ xong giờ mới có thời gian dành riêng cho mình. Dọn nhà mới được mấy ngày rồi, vì bận với công việc nên chưa có thời gian trang trí và dọn dẹp gì hết. Thôi để chờ 2 tuần nữa Bunny Nguyễn Hoàng Anh qua rồi cùng nhau bắt tay dọn dẹp và trang trí nhà cửa luôn, vì người xưa có câu an cư lạc nghiệp phải không cả nhà. Bà xã Hoàng Anh khoe nhà mới lên trang cá nhân, được biết để chuẩn bị sang Mỹ định cư cùng vợ, nam diễn viên và bà xã đã quyết định chuyển sang chỗ ở mới rộng rãi hơn. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà mới của vợ chồng Hoàng Anh trông khá khang trang và rộng rãi, tuy nhiên bên trong lại khá đơn sơ và giản dị đến bất ngờ. Có lẽ do mới chuyển sang nên bà xã Hoàng Anh chưa kịp sắp xếp được đồ đạc. Phòng bếp của vợ chồng Hoàng Anh nằm ngay bên cạnh phòng khách, nội thất và các đồ gia dụng khá ít nhưng vẫn đầy đủ những tiện nghi cần thiết. Ngay cả phòng khách bà xã Hoàng Anh cũng chưa bày trí gì nhiều, theo như tiết lộ thì Quỳnh Như muốn đợi ông xã sang rồi cùng nhau trang trí nhà mới. Ngay khi vừa đăng tải, nhiều người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng tới hai vợ chồng. Được biết khoảng 2 tuần nữa Hoàng Anh sẽ sang Mỹ sống cùng vợ con, nhan sắc của bà xã Hoàng Anh sau khi phẫu thuật thẩm mỹ mũi.